Chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở sân vận động Bến Tre. Đó. Phía bên này là sân vận động Bến Tre nha các bạn. Đó, còn mé này là quán nhậu, với cái hướng này là đi lên chợ chùa. Đó. Hướng này là hướng chợ chùa, đi lên chợ chùa là đi đường đó đó. Đó, còn hướng này là đi về cầu Bình Nguyên. Đó, này là giờ này là người ta đạp xe đạp đi tập thể dục rồi đó nha. Hiện giờ là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ngày Chủ nhật. Đó, 12 tháng 6. Hôm nay dẫn các bạn đi dạo thành phố Bến Tre. Đi lúc 3 giờ sáng. Ghê chưa? Nay đi đột sức. Hướng này hướng về cầu Bình Nguyên nha. Giờ chở các bạn dạo một vòng đi chơi. Đó. Rồi, lên đường. Đó. Giờ này là người ta đạp xe đạp đi tập thể dục dài dài kìa. Let's go. Lên đường. Nay đột sức đi 3 giờ sáng. Coi coi thành phố Bến Tre về đêm giờ này coi có gì không nha. Đó. Đó, bên đây là sân vận động nè, sân vận động của Bến Tre là đây. Giờ này quán xá nghỉ hết rồi, giờ này chỉ có người dân đi tập thể dục. Đó. Người đó là đi tập thể dục, đạp xe đạp. Lâu lâu mình đổi gió chở các bạn đi lúc nửa đêm vậy cho nó mát mẻ, đi ban ngày là nắng quá. Đây ngã ba đường nha các bạn, quẹo tay phải này là đi cầu Bình Nguyên nè. Đó, quẹo tay phải cầu Bình Nguyên, giờ mình quẹo tay trái đi. Ồ, giờ mình quẹo tay trái đi. Giờ này xe ở đây người ta đi du lịch nè, xe du lịch đang đậu trước mặt á, nó chở đi du lịch quá trời luôn. Xe đang nè, chiếc này là chiếc xe người ta đi du lịch đó, giờ này chở quá trời luôn. Thấy đi du lịch thấy ham không? Phải nửa đêm đi có gì khác không? Giờ này đi ra thấy toàn là xe du lịch không? Đường này là mình sẽ chạy lên ngã tư Phúc Khương. À, tối thui. Giờ này là sáng Chủ nhật rồi. Giờ này chỉ có mấy người đi tập thể dục với xe chở rác. Đó. Mấy người đi công nhân đi quét rác, dọn rác, chở rác. Nhà xe giờ này còn đóng cửa, chưa mở cửa. Đó, phía trước mặt mình là dòng xoay ngã tư Phú Khương nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi dạo thành phố về đêm. Thành phố Bến Tre về đêm. Phú Khương đây. Thấy chưa?
đây đó đang chuẩn bị nó lắp một cái dàn đèn đèn led hay gì nữa đây nữa đó. Giờ mình sẽ chạy cái đường này đi vô thành phố Bến Tre lúc nửa đêm. Thành phố Bến Tre nửa đêm đẹp chưa? Lâu lâu chở các bạn đi vậy. Đó, đường phố giờ này sạch bông luôn á. Tại vì xe nó quét rác, nó dọn rác hết rồi. Nè, bên này mấy người người ta đi dọn rác á. Thấy không? Đường phố Bến Tre giờ này sạch bông luôn á. Quá trời đẹp luôn á. Chở các bạn đi đổi gió. Thấy không? Giờ này là công nhân quét rác thôi nè. Thấy công nhân quét rác bên đường không? Đó, mấy công nhân quét rác bên đường. Mình đang đi đường này là đường đại lộ Đồng Khởi. Giờ tới dòng xây Đông Tây rồi nè. Đó, phố vắng vẻ, giờ này 3 giờ sáng rồi cho nên quán xá nó đóng cửa. Đó, cây đèn này giờ này nó có mở ta, tưởng đâu giờ này còn mở chớp 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 tắt rồi chứ. Đó, bên kia mấy người ăn nhậu gì ngồi ở trước cửa. Đó, giờ mình xuống công viên Bến Tre nha. Đường chạy bon bon luôn, không một chỉ có mấy người à. Quá đẹp luôn, giờ này đường sạch sẽ mát mẻ vắng vẻ. Yeah. Công viên, mình đã đến công viên nha các bạn. Đây. Đó, này là công viên nè. Đây. Cho các bạn nhìn công viên, đứng ở đầu công viên nè. Đó. Yeah. Đầu công viên, giờ trong công viên cũng không có ai hết, chỉ có mấy người công nhân đi dọn vệ sinh thôi. Giờ mình đi mấy ngoài này đi, chạy dài dài xuống đây. À, đây nè, thấy không? Chỉ có những người công nhân giờ này đi vệ sinh đường phố thôi. Vô đây đi, mình đi đại lộ Đồng Khởi, chạy vô đây, đường giờ này vắng que luôn, chạy rất là mát. Đó, đèn đỏ, giờ này có đèn đỏ. Giờ này chạy dài dài đường chỉ có những công nhân dọn vệ sinh thôi, chứ mấy người ta đi tập thể dục á.
chứ giờ này chợ cũng chưa có, để mình dạo một vòng chợ coi. Chạy lại đây mình dạo một vòng chợ Bến Tre coi. Qua đây chạy cho các bạn xem bờ hồ Bến Tre nha, để qua lộ đi, đảo một vòng bờ hồ. Bên đây là công viên, công viên Bến Tre. Giờ mình chạy một vòng bờ hồ cho các bạn xem nha, một vòng bờ hồ. 3 giờ sáng. Đó, đây là bờ hồ Bến Tre đây. Đây là đường Lê Quý Đôn nha các bạn. Đó, còn bên này là phố ẩm thực. Đó, phố ẩm thực về đêm. Đó, đây là bờ hồ nè, cho các bạn xem. Đó. Thấy không? Nè. Bờ hồ. Hồ này gọi là hồ Trúc Giang nha các bạn. Đèn ở dưới sáng choang luôn á. Đó, giờ này thì chỉ ở đây là nó chỉ có mấy cái người đi dọn rác thôi. Giờ này chỉ có mấy người đi dọn rác thôi. Đó, cho nên chạy lộ là sạch bông luôn á. Thấy không? Bởi sáng đi ra ngoài lộ là giờ mình thấy đường xá sạch sẽ. Tối ở nhà thì nằm ngủ thẳng cẳng. Đi ra đây mới thấy công nhân dọn vệ sinh. Đó, chạy một vòng bờ hồ. Đó, giờ này là đây người ta tập thể dục nè. Công nhận tập thể dục gì mới 3 giờ sáng đi tập thể dục rồi. Dữ thiệt chứ. Tập ít ra cũng 4 giờ rưỡi hay gì 5 giờ. Còn này là mới có 3 giờ đi tập thể dục rồi nè. Dữ thiệt. Đó, giờ mình sẽ quẹo qua đây. Mình chạy đường Nguyễn Trung Trực. Đường Nguyễn Trung Trực giờ quẹo qua đây đường gì đây? Đó, bờ hồ. Không. Ồ, có người câu cá ngoài kìa. Có người câu cá dưới bờ hồ luôn. Đây là người ta quét dọn vệ sinh. Giờ này chỉ có những người công nhân đi quét rác thôi. Đây. Đường này là đường 30 tháng 4 quá. Đường 30 tháng 4 là bên kia nó nằm thẳng qua anh này, ngang ngã tư. Đường 30 tháng 4. Đó, không? Tới đèn xanh đèn đỏ. Đó, có một chiếc xe chạy qua. Đó, đường 30 tháng 4 đâm thẳng qua bên đó luôn á. Này là cắt với đại lộ Đồng Khởi. Giờ mình chạy vòng xuống đây. Đó, 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 xe đó vượt đèn đỏ luôn á. Đó. Đó, đây nữa nè. Rồi. Mé bên này là công viên. Công viên Bến Tre. Đường này đường Tán Kế. Đêm đẹp cho sáng choang luôn nè.
giờ này là người ta dọn vệ sinh sạch bông luôn nè. Này là sáng giờ này nó người ta ra ngoài công viên, này là công viên An Hội nè. Đó, thấy chưa? Đường này là đường đại lộ Đồng Khởi. Nhìn chạy thẳng lên cái cầu ở đó là cầu gì ta, quên rồi, cầu Cái Cối. Đó, này cầu Cái Cối nha. Giờ mình sẽ chạy lại đây. Đây là chợ Bến Tre bên tay trái nè, ý là tay phải nè. Chợ Bến Tre giờ này đóng cửa nè. Rào rồi, đâu có vô chợ được nè, rào bít chịch rồi. Đây bên này công nhân dọn với bán cái gì nè, bán xôi với bánh bò, bán xôi bánh bò. Vòng qua đây nha, đây cho các bạn xem, đây là chợ đêm Bến Tre nè, đó thấy chưa, chợ đêm Bến Tre nha các bạn. Đây tiếp lên đường đó, chợ đêm Bến Tre giờ này là không có một bóng người luôn. Cầu nè, đó cầu Cái Cối, dưới dạ cầu Cái Cối nè, đẹp chưa, quá đẹp luôn đó, dưới dạ cầu gắn đèn xanh xanh đỏ đỏ quá trời luôn. Giờ mình chạy qua đây tiếp tục, dưới đó có một chiếc ghe. Đây trung tâm thương mại Bến Tre à, thấy không, giờ này là đâu có người à. Giờ này là vắng que luôn, 3 giờ chợ chưa có mở cửa à. Đây có người dọn hàng ra bán nè, người dọn hàng ra bán á. Ba giờ sáng cho nên chưa có ai ra chợ hết. Đó, giờ mình vòng lên cái đường chợ đêm ngay chỗ này nha. Đây sông Bến Tre, quẹo lên chợ đêm đó, đường này là đường chợ đêm nè, chợ đêm ngay đây vắng quay à. Giờ này còn đóng cửa. Wow, chả lụa ba tê nem chả giò. Rồi đây mình quẹo trái nha, quẹo trái đó, đường quẹo tay phải là đi xuống cầu Cá Lóc, xuống cầu Cá Lóc là chợ Đầu Mối. Chợ Đầu Mối giờ này không biết nó có ấy không, quên chạy nãy, quẹo lại rồi, mình quẹo qua đây rồi. Quẹo ra đi,
quẹo đường này vô chợ nè, ngay trung tâm thương mại nè, quẹo vô chợ cái vòng xuống đi cầu lộ cặp bờ sông luôn. Đường này là đường Nguyễn Trãi, bên này là trung tâm thương mại đóng cửa đó. Đường ở đây là người ta chưa có vệ sinh cho nên rác còn nhiều đó, bao ni lông rồi đầy hết. Chạy qua đây coi, nãy đứng bên kia nó không được đẹp lắm, giờ chạy lên đây nè. Quá trời luôn đó, đây là một chiếc ghe nha, nè đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Cầu cái cối, hồi nãy đứng đằng kia nó bị án cái cây đó, giờ nó mới đẹp nè. Wow, trời đã không? Đèn chớp chớp chớp. Mình đang đứng dưới cầu cái cối. Ồ, có người câu kìa. Trên cầu có người đang câu trên đó, đang kéo cần câu đó. Đây không? Một vòng. Rồi, mình đi tiếp đi. Nãy giờ dạo dạo cũng nhiều rồi đó. Giờ mình chạy vòng ra cầu hầm luôn, đi về. Đẹp quá, dạ cầu quá đẹp. Xuống quá đẹp, quá đẹp. Tiếp tục. Đấy, công nhân dọn rác. Đây chợ nè, đóng cửa đó, thấy không? Chợ giờ này còn đóng cửa nè, cửa nam, thấy không? Cửa nam đó, còn tên kia lại. Lên dốc ở đây coi, đó, ôi ôi ngay đây nè, nhìn mới hấp dẫn nè. Wow, đã chưa, đã chưa, đó, quá đã, quá đã. Ôi ôi, đẹp ơi là đẹp luôn ha. Rồi lâu lâu mình đi ban đêm vậy mình mới thấy được cái vẻ đẹp của cây cầu. Quá đẹp luôn. Ôi, ban ngày đi đâu có thấy đâu, ban đêm vậy đi mới thấy được nè. Nước giờ là nước đứng rồi, đang chuẩn bị lớn. Quá đẹp. Đó, bên kia là Mỹ Thành An. Rất Mỹ Thành An đó. Tiếp tục, tiếp tục lên đường, lên đường. Dạy 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 lại đây coi nè, cho các bạn xem xe hơi đậu đó. Quá trời xe hơi không, đậu dài 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 đắng luôn. Quá trời xe hơi. Còn đây người ta đi bán, người ta văng vẳng, người ta ngủ rồi. Đi bán văng vẳng ngủ lề đường luôn á. Chạy xuống, chạy xuống. Đó, xe hơi. Ủa, dài 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 luôn. Đây, Việt Úc. Khách sạn Việt Úc bên đây nha. Xe hơi.
chưa, thu nè. Nè đây Việt Úc nha, đó thấy chưa, này ngay cửa chính luôn nè. Xe hơi này 61 65 gì nhóc hết trơn. Công viên đây, một cái xe Yeso. Nhà hàng Hùng Vương nha các bạn. Nè. Đường này là đường Hùng Vương. Đó, giờ này là công nhân quét rác. Còn đây là nhà thờ Bến Tre nè. Đó, chạy qua nhà thờ Bến Tre. Ngô Quyền. Tới cầu này là cầu Cái Cá nha các bạn. Đó, thành phố về đêm, cầu Cái Cá. Đó, giờ này có người tập thể dục chạy, chạy bộ, bơi 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 luôn. Đó, chưa? Đây, công viên gì không quên tên bà nó rồi. Tới cái công viên này là gì quên rồi. Đó. Ở đây coi. Rồi, giờ tạm biệt các bạn ở chỗ này nha. Đây. Mình xin tạm biệt các bạn ở chỗ này đây. Hàm Luông. Đó. Cái này là khách sạn Hàm Luông nè. Khách sạn Hàm Luông đang đứng ngay cổng chính của nó nè. Giờ mình tạm biệt các bạn ở chỗ này, rồi mình sẽ dẫn các bạn từ cái khách sạn Hàm Luông này về cầu Hàm Luông nha. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.